Đền Thanh Sơn, đền Thanh Sơn Linh Từ. Chúng đây xem các ông đồng bà cốt đang hầu đồng ở cái đền Thanh Sơn. Đây có cái quả chuông, có cái lầu chuông đẹp quá này. Đẹp quá. Đây là đường đi bộ lên đền Thanh Sơn các bạn ạ. Đấy, đây là. Rất là nhiều lối lên nhé. Đây cũng được này. Còn đây là đền chính của đền Thanh Sơn các bạn ơi, đẹp quá này. Đẹp quá. Ở đây là đền chính của đền Thanh Sơn Linh Từ các bạn ạ. Đẹp quá. Là phía ngoài cũng đẹp luôn, bên kia là núi các bạn nhé. Bên kia là núi sương mù mịt đẹp thế các bạn ơi. Đây là đường lên trên đền đang có hỏa hậu trên đền các bạn. Các bạn nên xem và thưởng thức. Đấy, lúc nào cũng có chị đi dọn dẹp. Có những cái lá cây nữa chị dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay ở đây có cái khóa lễ. Lần đầu tiên mình đến Tây Thiên thì thấy ấn tượng nhất là vệ sinh ở khu vực
chùa Tây Thiên này rất là sạch đẹp. Cảm giác như không bao giờ thấy có một cái lá cây rụng các bạn ạ. Đây, đây. Rất là sạch. Đấy các bạn thấy không? Ở trên đường đi, đường lên lên trên chùa, lên trên đền không thấy một cái lá cây rụng các bạn ạ. Rất sạch sẽ. Đấy. Rất là sạch. Bên dưới này là những cái mâm lễ được bày rất là cẩn thận và rất là đẹp các bạn ạ. Chắc hôm nay ở đây có một khóa lễ thì là rất nhiều cái mâm lễ rất là đẹp các bạn ạ. Đẹp không? Chắc hôm nay là có khóa lễ, khóa hầu như là đây ở trên kia là người ta, các ông đồng bà đồng đang hầu ở trên điện trên các bạn, còn các cô dọn vệ sinh lau rửa rất là sạch sẽ. Còn ở đây là đền chính của đền Thanh Sơn Linh Từ các bạn ạ. Đẹp quá. Và phía ngoài cũng đẹp luôn. Bên kia là núi các bạn nhé. Bên kia là núi sương mù mịt đẹp thế các bạn ơi. Mà xem nghe hát văn thì lên tới nơi thì mệt mỏi hết các bạn ạ. Chắc là khả năng là đang nghỉ ăn trưa, chiều lại tiếp tục hầu tiếp. Mỗi một lần mình đi đền đi phủ mình được thấy hầu đồng mình rất là thích. Mình mê nhất là người ta hát những cái đàn văn rất hay. Chưa ấy là mình nghỉ rồi chị, nghỉ chưa chị? Đã nghỉ hầu rồi. Đây mình vừa hay đến thì nghỉ các bạn, chắc là khả năng nghỉ ăn trưa, sau giờ ăn trưa xong thì bắt đầu tiếp tục là hầu tiếp sau các bạn. Nhìn thấy là đẹp trai đấy.
Phật dưới đỉnh chân hương, Phật ở trước.
Chuẩn bị hết tiền, sắp sửa hết đây này, đây này, đến rồi đây này, đến nhà ra. Ui rồi bao nhiêu rồi, chạm này, nhìn nó lên. Hôm sau lại đi nữa nhỉ? Hôm nào rủ bạn Dương đi nhá, hôm qua bảo mua cái đệm, cái giường đệm ngồi trên ô tô. Mẹ mẹ thường thường con sang bảo bạn Dương để bảo bạn Dương nó là nhà bạn mua ô tô, bạn cũng mua cái này. Cả cái. Ui rồi, bằng cả kết thúc. Ui rồi, ui rồi, bằng. Bây giờ Trà Đà Trầm Lò cũng sẽ kết thúc video tại đây. Rất vui khi anh chị các bạn đã cùng đồng hành cùng với Trà Đà trong cái buổi đi Tây Thiên. Anh chị em các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh để được nhiều người biết đến. Trà Đà xin cảm ơn anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị em các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.